Nhắc lại là buổi trước chúng ta học phần 1, tương giao phần 1, đúng không? Phần 1 thì chúng ta đếm số điểm, đúng không? Đếm số điểm. Tương giao mà chúng ta đếm số điểm có bao nhiêu nghiệm ấy, đúng không? Ừ. Cái phần thứ hai như này, các bạn phải có trách nhiệm làm bài tập về nhà nha. Phần số 2 này là chữ M, được chưa? Chữ M. Biên luận M, được chưa? Biên luận chữ tham số. Thì buổi ngày hôm nay khá là khó, được chưa? Mức điểm của nó là từ 6, 7, 8. Thì các bạn có thể tập trung để hiểu được phần này. Nha. Chú ý mức điểm hôm nay là mức mức 7, 8. Mức 7, 8. Cho nên phải phải tập trung mới hiểu được nha. Và cái nhóm này mục tiêu của thầy đặt ra ấy, được chưa? Đúng không? Thì còn cứ là dao động khoảng 8 câu ấy, được chưa? Ừ. Còn là mục tiêu thấp hơn thì ta nên học các hàng nhé. Rồi nào. Bắt đầu nha. Dạo đầu tiên là hàm phân thức. Chúng ta sẽ nghiên cứu về hàm phân thức này. Hàm bậc 3 này. Hàm bậc 4 này. Được chưa? Đó. Thì sẽ nhắc lại. Thầy nhắc lại một tí. Tương giao là chúng ta có hàm y bằng fx. Được chưa? Và có đồ thị là C1. Một hàm là y bằng gx. Có đồ thị C2. Thì khi có hai cái đồ thị này, đúng không? Thì chúng ta có một công thức rất quan trọng, đúng chưa? Đó là hoành độ giao điểm của C1. Câu tự nhiên nó lát một cái. Hoành độ giao điểm của C1. Từ từ. C1 và C2 là nghiệm phương trình, đúng không? Ta cho fx nó bằng gx, được chưa? Quy tắc chung là như thế này, chúng ta sẽ cho hai cái hàm này nó bằng nhau, hai cái thằng này nó bằng nhau, được chưa? Và chúng ta sẽ đi trả ra x, trả x. Thì số nghiệm của phương trình là số điểm ấy, đó, số nghiệm phương trình là số giá điểm. Ok, thì đó là thầy nhắc lại một tí về phần trước. Thì bây giờ thầy sẽ cho một vài ví dụ để chúng ta làm này. Câu đầu tiên là liên quan đến đề cao đẳng 2008. Thì các bạn biết là đề cao đẳng là nó là một đề rất là dễ, được chưa? Câu 1. Cho số y bằng x. Cho số y bằng x trên x trừ 1. Tìm m thì đơn thẳng d bằng trừ x cộng m các đồ thị tại hai điểm phân biệt. Được chưa? Còn có thể ghi bài ghi đề bài vào. Vì phần này không đơn giản nha, không không hơi hơi khó chứ chứ hẳn là khó, nhưng mà nó hơi hơi tí. Rồi nào, khi các bạn có hai cái đồ hàm số này thì chúng ta có một câu đầu tiên, nó hoành độ giao điểm, phương trình hoành độ giao điểm nha, là nghiệm phương trình. Các bạn cho x đến x trừ 1 nó bằng trừ x cộng m cho thầy, được chưa? Trừ x cộng m. Sau đó chúng ta sẽ làm gì? Ở đấy tất nhiên điều kiện ở đấy ấy, nó phải là x khẳng 1 nha, phải có điều kiện nha, x khẳng 1. Do cái mẫu này phải khẳng câu, đúng không? Mẫu này nó phải khẳng câu. Tiếp theo nào. Để giải được cái hàm số này, đúng không? Chúng ta sẽ phải nhấn chéo nó ra. X này sẽ bằng x trừ 1 này nhân với trừ x cộng m.
tương đương với là x bằng x trên là trừ x bình, x nhân m được cộng mx, trừ 1 nhân trừ x được cộng x, trừ 1 nhân m được trừ m. Ok, và sau đó chúng ta sẽ đổi chỗ cho hoàn x bình phương. X và x là hết này. Trừ m x cộng m bằng không. Ok nha. Nào, bước đầu tiên là phương trình thay đổi giao điểm, sau đó còn biến đổi thành phương trình giao điểm như thế này, gọn gàng lại nhá. Bước tiếp theo nào. Bước tiếp theo, ta sẽ xem thử đề bài yêu cầu gì. Đề bài yêu cầu là nó phải cắt nhau tại hai điểm phân biệt, đúng không? Thì buổi hôm trước thầy đã dạy cả bạn là gì? Để có hai điểm phân biệt thì phương trình sao của chúng ta, phương trình sao của chúng ta nó phải có hai nghiệm, đúng không anh? Để C và D, C và D cắt nhau, cắt nhau tại hai điểm phân biệt, thì khi và chỉ khi phương trình sao là có hai nghiệm, được chưa? Hai nghiệm. Vậy điều kiện để có hai nghiệm là gì? À mà chú ý này, hai nghiệm này nó phải là hai nghiệm khẳng một, vì nếu hai nghiệm này bằng một đấy thì nó vi phạm cái điều kiện này. Còn chú ý nha, điều kiện ở đây là phải x khẳng một thì phương trình sao của chúng ta phải có hai nghiệm và hai nghiệm này phải khẳng một. Ok, bây giờ để có hai nghiệm ấy thì delta nó phải dương, delta nó phải dương. Cái thứ hai là phải điều kiện x khẳng một, được chưa? Điều kiện là phải x khẳng một. Ok, bây giờ giải delta. Thì delta thì công thức các bạn quen thuộc đúng không? B bình trừ 4AC. Đây là trừ m, tất cả bình là m bình, trừ 4 AC là m lớn không. Kế tiếp, x khẳng 1. X khẳng 1 thì các bạn xử lý như thế nào? Các bạn chú ý này, để x khẳng 1 nghĩa là gì? Nghĩa là cái 1 này không phải là nghiệm của phương trình sao, đúng không? 1 này không phải là nghiệm của phương trình sao. Mà khi nó không phải là nghiệm, khi nó không phải là nghiệm thì chúng ta thấy vào phương trình sao nó không bằng không mà nó khác không, được chưa? Cho nên chúng ta thấy một vào phương trình sao nó phải khác không. Còn hiểu ý không? Đối với phương trình đầu tiên thì chúng ta giải được là m sẽ như nào này, m sẽ lớn hơn 4 đúng không, và m nhỏ hơn không. Kế tiếp ở dưới này chúng ta sẽ giải được là trừ m cộng m là hết, đúng không? Thế là một nhỏ, một khác không. À, một khác không thì chúng ta không cần phải giải, cái này luôn đúng, luôn đúng, đúng không? Luôn đúng. Vậy đáp án của chúng ta chỉ lấy là m lớn hơn 4 và m nhỏ không, đó sẽ là B. Thấy chưa? Cái dạng bài này khá là giống với cái lớp 9 các bạn ạ. Tức là các em lớp 9 ấy, hồi xưa chúng ta cũng học ấy đúng không? Đấy, cái lúc mà ôn thi tuyển sinh ấy, thì cũng biện luận như này, để có phương trình có hai nghiệm là delta phải dương, đúng không? Delta phải dương. Nhưng mà hồi nữa thì chưa có cái khúc thứ hai này này. Hồi này chưa có cái khúc này này. Cái khúc này là chúng ta có thêm, vì đấy là hàm phân thức thì phải có điều kiện. Rồi, cảm ơn chưa vào. Chúng ta chỉ có 8 ví dụ các bạn nhé. Chúng ta chỉ có duy nhất 8 ví dụ. Chúng ta chỉ có 8 ví dụ. Và những ví dụ sau sẽ nâng cấp, ví dụ nâng cấp đồ lên. Có ai không hiểu thì hỏi, tránh thủ hỏi nhá. Để ghi xong là chuyển câu đấy. Câu hỏi tiếp theo, câu 2.
Còn ok ô 1 chưa? Sao có 2 này? Tôi để cái mặt này như này. Rồi nào câu 2, câu hỏi số 2. Tìm tất cả các giá trị của M để đường thẳng y bằng x trừ 2M và đồ thị này cắt nhau tại hai điểm phân biệt có hoành đối dương. Có hoành đối dương. Rồi, nói chung bước đầu tiên thì là phương trình giao điểm. Phương trình hoành đổi giao điểm. Đó là x trừ 2M. Nó phải bằng cái thằng x trừ 3 trên x cộng 1. Tất nhiên với điều kiện ở đấy là x của chúng ta phải khác âm 1. X chúng ta phải khác âm 1 nha. Rồi chúng ta nhân chéo đó. X trừ 2M nhân x cộng 1 bằng x trừ 3. Nhân bung ra chúng ta có là x nhân x được x bình cộng với x trừ 2M x rồi là trừ 2M bằng x trừ 3. Để đây chúng ta chuyển vế để làm còn phương trình lại. Chúng ta có x bình phương x với x là mất. Ở còn lại là trừ 2M x trừ 2M cộng với 3 bằng 0. Đây ta gọi là phương trình sao? Bước thứ hai, để phương trình này có hai nghiệm, để sao? Để có hai giao điểm đấy, thì sao của chúng ta nó phải có hai nghiệm. Và hai nghiệm này người ta yêu cầu của bạn là phải hai nghiệm dương, được chưa? Chú ý là phải hai nghiệm dương. Hai nghiệm này là hai phải hai nghiệm dương, đúng chưa? Hai nghiệm dương. Đúng chưa? Hai nghiệm dương. Rồi, nếu mà hai nghiệm dương ấy, mà hai nghiệm dương này phải khác âm 1 đúng không? Nó phải khác âm 1. Thì cái này thì hơi hiển nhiên một tí. Vì đã hai nghiệm dương ấy thì nó phải chắc chắn nó phải khác âm 1 rồi, đúng không? Vì âm 1 là số âm. Âm 1 là số ấm á. Thì dương chắc chắn là phải khác ấm rồi, đúng không? Đấy, cái cảnh này là hơi thừa. Đấy. Các bạn có thể bỏ điều kiện vào cũng được hoặc không cần. Vì chúng ta có hai nghiệm dương là nó khác âm 1 luôn. Chúng ta dùng delta phẩy để có hai nghiệm phân biệt, đúng không? Là delta lớn không. Kế tiếp. À, hãy ôn lại cho các bạn một tí này. Phương trình mà có hai nghiệm dương ấy thì delta là phải dương. Còn có cái gì nữa? Có ai nhớ là điều kiện gì nữa không nhỉ? Nếu hai mà nghiệm mà dương thì như thế nào này? Có ai nhớ một cái gì? S lớn hơn không hiểu ngay. S lớn hơn không? P lớn hơn không? S lớn hơn không? P lớn hơn không? Thì sao? S là tổng ấy. Hai nghiệm tổng hai nghiệm là dương và tích hai nghiệm cũng dương. Ở nha. Tổng dương, tích dương. Ok. Đến tác phẩy của chúng ta là gì? Là b phải bình còn cái con hai đi đó thì được là m bình trừ đi ac. A là 1, c là âm 2m cộng 3 lớn không. Kế tiếp s, đây nhắc lại s một tí, s là x 1 cộng x 2 bằng trừ b chia a. Viết nha, x 1 nhân x 2 bằng c chia a. Rồi nào, x 1 cộng x 2 nào, x 1 cộng x 2 là gì? Là trừ b chia a, trừ b là trừ của trừ 2m là 2m. C nào, c chia a nào, c chia a là gì? C chia a là trừ 2m cộng 3 lớn không. Vậy đến đây chúng ta có là m bình phương, m bình phương cộng 2m trừ 3 lớn hơn không, m lớn hơn không và chiều này sẽ là 2m nhỏ hơn 3
thì m sẽ nhỏ hơn là 3 phần 2. Ok. Đến đây chúng ta có thể viết tiếp giải cái phương trình này thôi. Tương đương với bấm máy đó. 1, 2, 3. Thì chúng ta có một nghiệm là m bằng. Chỗ này thì các bạn bấm máy tính nhá, m lớn hơn 1 này. Và m sẽ nhỏ hơn -3. M lớn hơn 0 này. M sẽ nhỏ hơn 3 phần 2 này. Được chưa? M lớn hơn 0, m nhỏ hơn 3 phần 2. Bây giờ chúng ta kết hợp là thì chúng ta kết hợp như thế nào? Còn vẽ trục số cho thầy đi. Bạn nào mà không tưởng tượng được thì vẽ trục số ấy. Trừ 3 này. Không này. Đúng không? Trừ 3, 0. Rồi là 1 này. Rồi là 3 phần 2 này. Chúng ta xử lý cái thằng đầu tiên. M lớn 1 và M nhỏ trừ 3. Lớn hơn 1 đúng không? Hoặc tròn nha. Bên phải này. M nhỏ trừ 3 bên trái này. Gạch phần ở giữa đi này. M lớn 0 đúng không? M lớn 0 chúng ta lấy M lớn 0. Gạch bỏ lên bên trái. M bén 3 phần 2 đúng không? M bén 3 phần 2 đúng không? Lấy bên phải, gạch bỏ lên bên trái. Và kết quả cuối cùng đúng không? À xin lỗi. Nhỏ hơn 3 phần 2 thì phải lấy bên trái và bỏ bên phải. Như vậy kết quả cuối cùng của chúng ta là 1 nhỏ hơn M nhỏ hơn 3 phần 2 nhỏ. Được chưa? Rồi, đảm bảo C. Đấy, cảm ơn các bạn. Nói chung mấy bài này thì vẫn đang dễ. Nó vẫn đang ngắn. Đấy, về nguyên tắc thì nói chung là cứ dùng phương trình hoành đổi giao điểm trong biện luận. Biện luận thì chỉ cần cho nếu hai nghiệm thì cho delta dương thì đó. Còn hai nghiệm dương thì chúng ta bổ sung vào là s lớn không, v lớn không. Thỉnh thoảng người ta còn cho hai nghiệm trái dấu nữa đúng không? Ví dụ hai nghiệm trái dấu thì như nào? Hai nghiệm trái dấu thì tích âm đúng không? Nó cứ biến đổi. Rồi nào, câu hỏi số 3. Đi xong rồi chứ. Câu hỏi 3. Bạn nào mà có D rồi ấy, được chưa? In D rồi ấy, các bạn cứ làm trước cho thầy. Rồi là làm được câu nào comment. Mình đổi chiều xem thử ra các bạn làm được hay không nha. Không cần phải chờ. Bạn nào chưa làm được thì các bạn hãy nhìn thầy chữa nha, để lại cái kinh nghiệm làm. Vì thực chất cái buổi giảng hai này thì lý thuyết không có, mà nó là kỹ năng làm bài tập. Kỹ năng là chủ yếu. Được chưa? Ok. Câu hỏi số 3. Còn tập trung vì càng ngày nó càng những cái bài nó càng phức tạp hơn. Tìm cả giá trị của m sao cho đương thẳng y bằng x, các đồ thị hàm số này tại hai điểm a và b, sao cho a b nào phương trình hoành đổi giao điểm. Các bạn cho x nó bằng x trừ 5 để nhận x cộng m. X cộng m tương đương với, tất nhiên ở đây điều kiện của nó phải là x hạt âm m đúng không? X hạt âm m nha. Bây giờ các bạn nhân chéo lên
thì ta có là x bình phương cộng với mx nhân chéo lên sẽ bằng x trừ nào, tương đương với là x bình phương cộng mx trừ x, đúng không? Cộng mx mà trừ x thì thầy lấy x làm nhân từ chúng thì thành là trừ m trừ một nhân x cộng năm mà không. Ok, đây chỉ là phương trình rút gọn. Bây giờ để có hai nghiệm phân biệt này, các bạn chú ý đây, yêu cầu là mình phải có hai điểm A và B. Thì các bạn phải có hai nghiệm cái đó, điều kiện để có hai nghiệm này. Điều kiện để có hai nghiệm đó là delta nó phải dương, đúng không? Delta nó phải dương. Vậy điều kiện thứ hai, đúng không? Nó phải khác. Cái nghiệm của chúng ta nó phải khác âm mơ, đúng không? Nghiệm của chúng ta nó phải khác âm mơ. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi giải cái delta này thôi. Delta là gì? Delta là b bình trừ 4 ac, m trừ 1 tất cả bình trừ 4 lần ac, 4 nhân 1 nhân 5 lớn không. Tiếp theo, x khác âm m, x khác âm m nghĩa là gì? Tức là âm m này không được phép là nghiệm của phương trình sao, đúng không? Tức là các bạn thấy âm m bằng x bình ấy thì nó không được bằng không mà nó phải khác không. Chúng ta thấy âm m bằng x bình, âm m cộng năm nó phải khác không. Để đấy các bạn giải bình thường, m bình phương trừ đi 2m cộng với 1, cộng với 1 mà trừ đi 20 thì trừ 19 nhờ. Lớn không. Tiếp theo cái này, cái này là m bình cộng m bình, à xin lỗi, trừ m bình, trừ m bình cộng m cộng 5 khác không. Ok, chúng ta sẽ bấm ngay cái bắt phương trình đâu nào. Giờ đây ta sẽ có là m sẽ lớn hơn 1 cộng 2 căn 5 và m sẽ nhỏ hơn 1 trừ 2 căn 5. Chuẩn chưa? Còn ở dưới thì m sẽ khác âm 5. Đây chính là điều kiện để có cái m nha. Điều kiện là m. Ok chưa? Đó là bước thứ nhất đã xong. Nhưng mà bước này ấy là mới bước để xử lý có hai nghiệm thôi. Còn người ta yêu cầu thêm một điều kiện nữa, đó là phải ra được hai điểm AB. Mà hai điểm AB này phải là độ dài là 1/2 nha. Thì còn làm như sau. Các bạn suy ra hai cái điểm đó. Bây giờ ta gọi này. Gọi A có tọa độ là x1. Thì tung độ của A sẽ là bao nhiêu? Đây. Do A hai cái đường thẳng của chúng ta là hai đường này này. Được y bằng x và y bằng x trừ 5 đến cộng m. Thì ta vừa gọi A có khoanh độ là x1 thì tung độ của A ta thay vào y bằng x hoặc là y bằng x trừ 5 đến cộng m đều được. Chúng ta thay vào đó cũng được nha. Chúng ta thay x1 vào đây thì ra tung độ thôi. Đấy, đúng không? Lúc này y của A nó bằng x1 luôn, đúng không? Tương tự như vậy ta có điểm B. Điểm B có tọa độ là x1. Và tất nhiên x2. Tất nhiên tung độ của B cũng là x2 thôi. Được chưa? Do A và B là giao điểm á. Đó. Hiểu không? Do A và B giao điểm cho nên chúng ta sẽ gọi ra nha. Ngoài ra thì AB đồ dài AB này. Người ta yêu cầu nha, yêu cầu đồ dài AB là bằng mấy đấy? 4 căn 2 đúng không này? 4 căn 2. 4 căn 2. Muốn tính được đồ dài các bạn nha, muốn tính đồ dài ta phải tính vector trước. Ta có là vector AB chỉ là x2 trừ x1. Và đây là cũng là x2 trừ x1 thôi. Như vậy đồ dài của nó, ta nhắc là đồ dài một tí, đó là lấy hoành bình cộng tung bình nha. Lấy hoành bình
cầu người Tôn Bình. Nó bằng 4 căn 2. Được chưa? Ý tưởng là tí nữa ta chung vỉa đấy. Sau đó các bạn thấy này, hai ông này giống nhau, đúng không? Hai ông này giống nhau, cho nên thầy sẽ viết thành căn của x2 trừ x1 tất cả bình hai lần nha, hai lần và bằng 4 căn 2. Thầy bình phương hai vế lên thì chúng ta có là 2 nhân x1 trừ x2 tất cả bình sẽ bằng, đó là 4, là 16 đúng không? 16 nhân 2 thì được 32. Vậy tương đương với x1 trừ x2 tất cả bình sẽ bằng 16. Chuẩn chưa? Rồi, bây giờ để này xử lý như nào? Để chúng ta sẽ dùng vỉa cho thầy nha. Chúng ta khai triển ra này, x1 bình phương cộng x2 bình phương hàm đẳng thức trừ 2x1 x2 bằng 16. Được chưa? Hàm đẳng thức. Bây giờ chúng ta phải phân tích thành tổng cái tích này. X1 bình cộng x2 bình ấy, x1 bình cộng x2 bình ấy. Có con nhớ công thức không? X1 bình cộng x2 bình mà muốn phân tích thành tổng cái tích thì chúng ta có công thức gì nào? Vinh có biết công thức gì không em này? Có nhớ công thức không? Một bạn trả lời thử nào. Vinh nào? X1 bình cộng x2 bình là gì? X1 cộng x2 tất cả bình trừ 2x1 x2. Ủa sao lại con Hoài trả lời? Mày là thứ mày là Vinh nhỉ? Nhớ dòng con Hoài tại biệt luôn. Mình nghe quen luôn. Dạ em nói nhớ. Ok. Thôi đợi đi Hoài đọc nữa. X1 cộng x2 tất cả bình được chưa? Trừ 2x1 x2. X1 cộng x2 tất cả bình trừ đi 2x1 x2. À. Như vậy có 2 thằng trừ 2 thành trừ 4 nha. Bạn nào không nhớ ấy, nốt lại cho thầy nha. Được chưa? Nốt lại cái này nha. Nốt lại cái này nha. À, câu này không biết làm đâu. X1 cộng x2 tất cả bình là gì? Là trừ b trên a đúng không? Trừ b trên a. Thế mà trừ b trên a là cái gì nhỉ? Cái phương trình của ta đâu nhỉ? Đó, nó mắc tần đến đây. X1 bình này. Đây đây đây. Công trình đây. Được chưa? Con đi sao đây này. Viết từ đây mà ra này. Trừ b trên a đó. Trừ b trên a. Tức là trừ của m trừ 1. Đó. Trừ của m trừ 1 tất cả bình trừ 4 lần x1 x2 nào ta móc đây cái này thế nào à x1 nhân x2 là 5 đúng không, 5 đúng không, 5 nó bằng 16. Vậy tương đương là gì? Cái này là khai triển là m bình trừ 2 m cộng 1 trừ đi 20 bằng 16. Vậy tương đương với là m bình trừ 2 m trừ đi 19 à, trừ 19 trừ 16 là trừ 35 đúng không? Rồi bấm máy xem nào. 1 trừ 2 trừ 35. Rồi ok, m bằng trừ 5 hoặc m bằng 7, m bằng 5 hoặc trừ 5 hoặc m bằng 7. Đấy chưa? Cái kết quả cuối cùng của chúng ta là như vậy. À, nhưng mà phải đối chiếu là điều kiện nhá. Nhớ đối chiếu là điều kiện này. Cái điều kiện của chúng ta là gì? Phải zoom lại cái màn hình để chúng ta cho dễ nhìn nha. Đấy thì cái đối chiếu điều kiện của chúng ta là đây. Được chưa? Khi m khả âm 5 đúng không? M khả âm 5 thì chúng ta loại thằng đấy nó. Loại. Còn m bằng 7 thì nó thỏa mãn đúng không? Ok xong. Đấy. Đây là những đề đại học của những năm trước ấy, thầy trích ra đấy, được chưa? Thầy trích ra đề đại học của những năm trước ấy. Thì một bài như thế này làm rất là lâu, đúng không? Rất là dài. Mà làm không cẩn thận thì là trượt chạc. Nhưng mà gió nó dài ấy, nên những năm gần đây nó ít thi rồi, được chưa? Những năm gần đây là ít thi hơn so với hồi xưa. Hồi xưa mới thi trắc nghiệm thì họ đã
những câu kiểu như này khá là nhiều. Chúng ta đấy cũng khá ít. Nhưng chúng ta cũng phải biết định hướng để ví dụ gặp thì làm được. Khi học kỳ 1 cả thứ thì chắc chắn là luyện tập trên lớp cũng sẽ có. Mình cũng phải biết ra. Nếu mà không thi để học thì không, không học. Ok. Chưa xong chưa này. Này. Đấy các bạn thấy các anh chị hai các tư à hai các bá về chưa? Thì như nào chưa? Đấy. Kiểu ghê gớm lắm. Nhất là đề môn lý hóa năm nay khó, toán thì năm nay khả sĩ, để mà được 8 điểm thì khá là dễ. Toán thì mấy năm nay nó khá ổn định về mức độ khó, còn năm 2018 thì khá khó, rất khó nhưng mà khó, khá khó. Đó là từ năm đó thì khá ổn định. Nói chung cả ba mục tiêu 89 điểm thì học chăm chỉ một xíu là được, chứ không cần phải thông minh lắm. Đúng theo cái lộ trình này thì chúng ta 89 điểm quá dễ. 8 điểm toàn quá dễ. Câu hỏi số 4. Chứ khó, chăm chỉ một tí là được. Hả, à, cái gì? Cái đoạn mà ngoặc xuống từ mơ từ một tất cả binh nữa là bỏ vô từ là được thế. Ừ. Ở binh có binh thì cho trừ có nghĩa gì đâu. Ấm 1 binh bằng 1 chứ đúng không? Có binh là mất cho trừ luôn. Được chưa? Chào cô mới nha. Ngoài thắc mắc nữa thì thầy sáng cô mới. Có 8 ví dụ thôi được chưa? Con này có 8 ví dụ thôi. Thì có 4 này. Chủ yếu là định hướng, thay định hướng cho các bạn cách làm tư duy để nó làm được cái dạng này. Chứ còn cái dạng này khá là dài. Rồi, đọc câu hỏi số 4 nào. Cho số y bằng 2 cộng 1 trên x cộng 1 có đồ thị là C và đường thẳng y bằng x cộng m. À. Thì C đặt D cắt P tại C cắt D tại hai điểm phân biệt. Đó. Đầu tiên trước đọc dự kiến 6 nha. Chúng ta sẽ phải xử lý cho thầy là hoành đồ giao điểm này. Đúng không? Đó, hoành đồ giao điểm đang nhiều phương trình. Hoành đồ giao điểm là 2 cộng 1 để nhớ x cộng 1 bằng x cộng m. Điều kiện ở đây là x hàng âm 1. Cả âm 1 chúng ta nhân chéo, ta sẽ có là 2 cộng 1 bằng x cộng m nhân với x cộng 1 tương đương với 2 cộng 1, nó sẽ bằng x bình phương cộng với gì này, cộng x à, cộng x, cộng x, cộng m, x, cộng m tương đương với x bình phương x trừ đi 2 được trừ x, cộng m, x, cộng m chuyển 1 sang là trừ 1 bằng 0. Mấy cái công đoạn này các bạn làm nhiều ấy, được chưa? Phải cố gắng làm thật nhanh nha thầy, nếu không kịp thời gian nha. Cái công đoạn chéo đây nhấn bung ra như này, phải tập làm thật nhanh. Được chưa? Chỗ này vẫn chưa gòn nha, chỗ này vẫn chưa gòn gòn này. Tay sẽ làm gòn một tí. Đấy, ta đặt nhân từ chung là x. Trong ngoặc sẽ là m trừ 1 nhân x. Còn m trừ 1 bằng 0. Đấy chỉ là phương trình chúng ta cần xử lý.
Đấy, mới bước đầu đấy thì chạy chạy được đúng không? Mà nói dễ đó, sai, rồi xử lý cẩn thận, nếu không sai, sai một lý là đi cả cậu. Phải xử lý hết sức cẩn thận. Bây giờ là để có hai nhiều phân biệt đúng không? Thì cả bạn cho đèn tao, cho đèn tao dưới mít đúng không? Thì thầy làm bên này đi. Đèn tao dưới. Cái bước thứ hai thầy làm bên này. Cho tí là cho ba ngăn ngắn lại. Đèn tao dưới. Và tất nhiên điều kiện là phải x khác âm 1 nữa, đúng không? Rồi chúng ta thay vào. Delta thì bằng là M bình. B bình trừ 4AC. Trừ 2M cộng 1 này. Trừ đi 4M. Cộng 4 lớn 0. Lớn 0. Tiếp theo là chúng ta thay trừ 1 vào phía dưới này này. Thì đây là một bình. Một bình là một nha. Rồi là thầy trừ một vào thì được là trừ mơ trừ một. Cộng mơ trừ một. Nó phải khác không đúng không? Các bạn xử lý hồ thay những cái chỗ này để thầy làm cho gọn nha. Các bạn nhập nhạc ngoài để thầy sẽ lấy kết quả thôi nha. Vì chỗ này nếu mà viết nhiều quá ấy, được chưa? Thì nó lại dài bài quá nha. Nên chúng ta sẽ xử lý cho nó gọn gàng. Hiện tại là M bình trừ 6M cộng 2 lớn 0. À, cho thầy kết quả luôn không nhỉ? M bình trừ 6M cộng 5 lớn 0. Hiện tại thôi. Thì đó là, cái này thì ai chả biết. Cho thầy kết quả luôn chứ gì. Còn giờ này M khẳng mạnh. À, đây là một khả không luôn. Cái này luôn đúng một giải nữa đúng không? M lớn hơn 1 âm 1 M khả. Ở dưới đúng đúng. Cái này với cái này trừ triệt tiêu nhau làm gì nữa. Trừ M trừ 1 cộng M cộng 1 là triệt tiêu. Còn lại là 1 khả. Các phương tính đã là M bé hơn 1 với M lớn hơn 5. M sẽ như nào? Bé hơn 1 à? Đúng không? Bé hơn 1. Bé lớn nhá. Ok. Đó là bước thứ hai. Bây giờ chúng ta sẽ phải xử lý để có được cái dự kiến thứ 6 ấy. Đó là ta nhập OAB là vuông tại O đúng không? Vuông tại O. Rồi thì ta sẽ làm tương tự như thế này. Ta gọi điểm A. Gọi điểm A có tọa độ là x1 và do A là thuộc cái đường thẳng DM đúng không? Cho nên túng độ của A chúng ta thay x1 vào thì thành x1 cộng M. Đúng chưa? Tọa độ B cũng tương tự là x2 cộng M. Được chưa? Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ xử lý là cái chỗ mà ta nhập OB AB vuông tại O. Cái vuông tại O này. Còn ghi nhớ điều này, nếu mà vuông tại O ấy thì vector OA nhân OB bằng 0. Rồi, nhân OB nó sẽ bằng 0. Cái chúng ta cần tìm là vector OA được nha. OA vector OA. Các bạn nhớ là O có tọa độ là 0 0 nha. Thì OA của vector là x1. X1 cộng M. OB có vector là x2 cộng M. Các bạn lấy vector OA nhân OB, ta gọi là tích vô hướng. Đấy, nó sẽ bằng gì? Lấy hoành nhân hoành. Đấy, thôi cái này bằng 0 này nha. Tương đương với hoành đồ nhân hoành đồ x1 nhân x2. Cộng túng nhân túng, đúng không? Túng nhân túng. Túng nhân túng. Bằng 0. Thế đấy, ý tưởng là chúng ta dùng VS để xử lý. Đấy chưa? Dùng VS để xử lý. Thế mà x1 cộng x nhân x2 là cái gì? Đây, cái phương trình của chúng ta đây. Ừ. Thế x1 nhân x2 chỉ là C chia A đúng không? C chia A. C chia A là M trừ 1.
x1 cộng m đúng không? X1 cộng m, từ từ nha. Chúng ta sẽ phải nhấn bung ra cái đó. X1 nhấn x2, x1 nhấn m đó, cộng m x1 cộng m x2 cộng m bình bằng không, đúng không? Tương đương với m trừ 1 cộng với ông này là m trừ 1 luôn, đúng không? Cộng với chỗ này là ta đặt nhấn từ chúng là m này, trong ngoặc là x1 cộng x2 nha, cộng m bình nha, bằng không. Và đặt nhấn từ chúng m thôi. 2m, 2m trừ 2 cộng m. Nào, x1 cộng x2 là gì? X1 cộng x2 là trừ b chia a đúng không? Trừ b chia a. Ở đây b của chúng ta ấy là m trừ 1. Thì trừ b, trừ b thì phải là thành trừ của m trừ 1, đúng không? Chỗ này thành trừ m trừ 1 cộng m bình phương bằng 0. Vậy tương đương lại là 2m trừ 2 trừ m bình cộng với m, đúng không? Cộng m bình bằng 0. Cử m bình đi thì còn lại là 3m trừ 2 bằng 0, tương đương với m bằng 2/3. Đấy, con hiểu ý tưởng nhá. Ba con nhớ kiểm tra điều kiện nhá, kiểm tra điều kiện này. Điều kiện của chúng ta đây nhá. Con nhớ kiểm tra điều kiện nhá. Thì 2/3 nó cỡ khoảng 0.667 à. Vậy đó, đúng không? 0.667. 0.667 thì nó thỏa mãn là m nhọn 1, đúng không? Thỏa mãn m nhọn 1. Vậy chúng ta sẽ lấy tam m bằng 2/3. Đấy, đây zoom lại cho các bạn xem. Nếu con lượt lên thì nói thay nhá, để thay lượt lên. Có hiểu ý tưởng là được. Đầu tiên là phương trình hoành đồ này, thứ hai là điều kiện này, thứ ba là xử lý của đề ba chó này, đúng không? Nếu có hai điểm thì gọi hai điểm nó ra, cứ làm nhiều lần mà được, cũng không khó đâu, nhưng mà tính toán phải cẩn thận. Được chưa? Để thay trường nữa. Các bạn đọc đi câu bán, các đọc trước câu bán, được chưa? Đọc trước câu quên đi. Sao sang hàm bậc bán đúng không? Hết giao này luôn. Hàm bậc bán. Nãy giờ là hàm phân thức các bạn nhé, chú ý này. Nãy giờ là hàm phân thức, được chưa? Thì cái phương pháp chủ yếu của chúng ta là dùng VS nhá. Thì sang hàm bậc bán thì cũng phương pháp chủ đạo cũng là VS thôi, được chưa? Phương pháp chủ đạo vẫn là VS. Đây lượt nha. Các bạn đã chơi xong nào? Hoặc là chưa hiểu chỗ nào thì hỏi. Để thấy con sáng phân hạng. Đây học khối A 2010. Cái hơi xưa ấy, người ta còn phân là khối này. Đề thi cho từng khối. Đấy, thế hàm bậc 3 thì xử lý như nào? Thì phương pháp vẫn là như cũ thôi, thấy chưa? Phương pháp vẫn như cũ. À, dùng tương giáo thôi, đúng không? Thế này nó cắt cái gì nhá? Cắt cái gì? Đọc đề. Cho số y bằng x mũ 3 trừ 2 bình cộng 1 trừ m nhân x cộng m. Để tìm m để hàm số 1 này này. Nó cắt trục khoanh cái 3 điểm phân biệt này. Có khoanh độ x1, x2, 3. Chú ý là cắt trục khoanh nhá. Cái trục khoanh các bạn có nhớ là đường gì không? Bao nhiêu các bạn kim một cái mèo này?
ở trục quanh đúng không? Trục quanh là trục OX đúng không? Trục quanh là trục OX. Trục OX tức là gì? Tức là không có y, tức là y bằng không ấy. Được chưa? Y bằng không. Nếu trục túng thì y bằng không nha. Trục quanh nó không có y, vậy thì y bằng không. Còn trục túng thì không có x, đúng không? Y bằng không. Ok. Rồi, kế tiếp nào. Nó phải thỏa mãn cái điều kiện này. Thì phương pháp làm vẫn như cũ, bước 1 là khoanh đổi giao điểm, đúng không? Khoanh đổi giao điểm của cái đường thẳng hàm số này và cái đường thẳng y bằng không. Đấy, cho x mũ 3 này trừ 2 x bình phương cộng 1 trừ m nhân x cộng m bằng không. Đó. Được chưa? Ý tưởng này xử lý hàm bậc 3 này. Ý tưởng để xử lý hàm bậc 3 này. Đó là cả bạn phải tách ra thành bậc 1 và bậc 2. Bậc 1 và bậc 2. À, muốn tách thành bậc 1 và bậc 2, ví dụ như thay cho cái hàm số là x mũ 3 trừ 3x bình phương cộng x trừ 3 cộng 3x trừ 1 chẳng hạn đó. Đấy. Được chưa? X mũ 3 trừ 3x bình cộng 2 trừ 1. Nếu các bạn bấm máy tính ấy đúng không? Nếu các bạn bấm máy tính thì nó ra cái nghiệm là gì nhỉ? Đây thử bấm nha. 1 này trừ 3 này, 3 trừ 1. À thì cái này chỉ còn một nghiệm nè. Cho cái khả này 2x này. Tôi thêm một tí thay chế cái chỗ này thì cộng 5 trừ 3. Còn thử bấm máy cho tôi cái chỗ này. 1 này trừ 3 này, 5 này trừ 3 này. Đấy. Thì khi mà các bạn bấm máy đúng không? Các bạn bấm máy, thay lấy máy tính ra thay bấm nha. Thì các bạn có phải ra được một nghiệm x bằng 1 không? Y bằng 1, đúng chưa? Nhưng mà nếu hồi xưa chúng ta giải như thế này ấy, thì chúng ta bị trừ điểm này. Các bạn theo cái giải x bằng 1 ấy thì các bạn phải tạo ra một nhân tử là x trừ 1 nhân một cái gì đó đây. Tức là ý tưởng của chúng ta là phải tạo ra bậc 1 với bậc 2. Được chưa? Bậc 1 với bậc 2. Nha. Ý tưởng là phải tạo ra bậc 1 bậc 2. Thế sau khi mình bấm được máy tính, nó tạo ra được x bằng 1 rồi. Thì cái bậc 2 này này, cái số còn lại này này, chúng ta sẽ phải dùng cái gì để xử lý? Có biết không? Nếu mà cái khúc sau này này. Chia đa thức. Chia đa thức. Cách 1 là chia đa thức. Cách 2 có thể dùng lực đồ họa này. Được chưa? Dùng lực đồ họa này. Thì cái nào cũng được. Được chưa? Cái nào cũng được. Thì nó thay bay cho cái lực đồ họa này. Nha. Mà vừa thấy bay đấy là học off thì bay rồi, đúng không? Thì bây giờ này, cái nghiệm, cái phương trình sáu này này, có nghiệm là gì? Có nghiệm là gì? Thì ở đây ấy, các bạn có thể dùng máy tính để thử. Ví dụ cho M bất kỳ, đấy chưa? Cho một M bất kỳ, các bạn có thể là lấy M là 1.000 đi, đúng không? 1.000 đi. Sau đó các bạn thử. Lấy máy tính nữa này. 154 đúng không? Là bậc 3. 1 này trừ 2 này. 1 trừ m, m thay cho là 1.000 nhá. 1 trừ 1.000 đúng không? Đấy, 1.000 nữa này. Ta xem thử hẳn ra một nghiệm là gì. Cái trừ 31 phẩy này ấy, là một nghiệm rất là xấu, được chưa? Thì đó là một kinh nghiệm vô nghĩa. Đấy, kinh nghiệm này cũng vô nghĩa. Và cả chúng ta cần tìm chỉ là ông này này. M1 được chưa? M một. Thì với một M là một số chúng ta lấy bất kỳ mà số này vẫn ra đẹp thì chứng tỏ là với mọi M luôn phương trình này luôn có một nghiệm là một. Tức là với các bạn thích thử M mấy cũng được thì luôn luôn có một nghiệm là một nha, luôn luôn có một nghiệm là một. Hoặc các bạn cách thứ hai các bạn có thể để ý là
nếu cả hệ số này 1 này trừ 2 này, 1 trừ m bằng m này này, mà cộng lại với nhau ấy, được chưa? Cộng lại với nhau ấy mà bằng 0 thì chắc chắn một điều ấy có một nghiệm là 1. Được chưa? Cách do nha, cách do này. Cách do 1 là cho m bằng 1000, được chưa? Các bạn giải ra có một nghiệm x bằng 1. Cách hai là các bạn lấy hệ số a cộng b cộng c cộng d nếu bằng 0 thì một nghiệm là 1. Được nha. Sau khi chúng ta do được một nghiệm là 1 thì các bạn sẽ làm như này. Mình sẽ dùng lực đồ học này, chắc chắn nó sẽ phải ra x trừ 1 nhân với cái khúc gì ở sau này, đúng không? Lúc này các bạn sẽ dùng lực đồ học này để xử lý. Thì lực đồ học này như thế này. Học này. À, các bạn ghi hệ số vào đây là 1 này, âm 2 này, 1 trừ m này và m này. Được chưa? Và ghi một cái nghiệm chúng ta vừa tìm được, nghiệm đẹp là 1 vào. Sau đó chúng ta chia. Chúng ta chia. Thì cách chia này, thì cái chia quy tắc nha, đó là đầu rơi nhân ngang cộng chéo. Đầu rơi nhân ngang cộng chéo. Còn ok chưa? Thế bắt đầu hướng dẫn này. Đầu rơi nghĩa là gì? À, không phải đầu không phải rơi xuống nha. Tức là cái số đầu tiên nó đạp xuống đây. Tức là chúng ta hạ 1 xuống. Sau đó nhân ngang. Bước 2 nhân ngang là 1 nhân 1. Rồi chúng ta sẽ cộng chéo lên đây. 1 nhân 1 là 1. 1 cộng với âm 2 là âm 1, đúng không? Tiếp theo chúng ta là nhân ngang thì 1 nhân với âm 1. 1 nhân với âm 1. Lấy cái số này nhân với âm 1 là âm 1. Âm 1 mà cộng với 1 trừ m. Âm 1 mà cộng với 1 trừ m. Thì nó là trừ m. Đúng không? Nó là trừ m. Tiếp theo ra này là 1 nhân với âm m. Rồi cộng thì nhân chéo lên, đúng không? Nhân chéo lên. Đấy, nhân ngang tiếp, cộng chéo tiếp, đúng không? Là nhân ngang cộng chéo tiếp. Thì kết quả là bằng 0, đúng chưa? Cái kết quả cuối cùng phải bằng 0 thì nghĩa là chúng ta đã làm đúng. Vậy thì cái hàm số 3 chấm ở chỗ này là gì? Số đầu tiên là 1, tức là 1 x bình phương ấy. Trừ x, đúng không? Trừ x. Rồi trừ m. Đó. Trừ 1 x trừ m. Và có hiểu được đồ học này không? Đó. Được chưa? Lấy đầu rơi xuống này. Sau đó mình nhấn ngang, rồi mình cộng chéo lên. Thì nó sẽ ra lần lượt cả hệ số. Thì hệ số đầu tiên là 1. Thì là 1 x bình. Hệ số thứ hai là trừ 1. Thì nghĩa là trừ x. Hệ số thứ ba là trừ m. Nghĩa là trừ m. Ok. Đó. Thứ nhất, nói lại cái đoạn. Hả? Nói là cái đoạn cho m 1000 nữa là cho mù thôi. Cho mù, cho bưa đấy. Em cho 99 được. À rồi. Hoặc mình có thể nhìn vào cái hệ số là a cộng b cộng c cộng d ra bằng 0 thì chắc chắn là một nghiệm x bằng 1. Rồi, sau khi do xong thì mình dùng lực đồ học né để tính cái khúc còn lại. Bây giờ chúng ta mới biện luận tiếp này, bước thứ hai biện luận. Người ta yêu cầu mình là nó cắt trục khoanh tại 3 điểm phân biệt, đúng không? 3 điểm phân biệt. Mà chúng ta đã có một điểm rồi. X bằng 1 rồi, tức là một điểm rồi. Cái phương trình thứ hai này chắc chắn là phải có. Vậy thì sao? Để có 3 điểm phân biệt. Để có 3 điểm phân biệt. Thì sao của chúng ta ấy, phương trình sao của chúng ta nó phải có bao nhiêu này? Có 2 nghiệm, đúng không? Có 2 nghiệm. Những 2 nghiệm này phải có điều kiện gì của 2 nghiệm không? Hai nghiệm phân biệt và khác về 1. Đúng rồi, khác 1, chính xác. Nó phải khác 1. Nếu nó bằng 1 thì nghĩa là không thể có 3 nghiệm được. Đấy chưa? Các nghiệm trùng nhau á. Ok. Vậy thì để cái phương trình sao này có 2 nghiệm thì delta nó phải dương.
cái thứ nữa là x phải cạc 1. Con đi sao nha. Ở đây là beta, à delta là b bình là 1 bình trừ đi 4 ac 4 nhân với ac là trừ m lớn hơn 0. Tiếp theo ta thấy 1 lên phương đi sao là nó phải cạc 0. Vậy tương đương với là 1 cộng 4m lớn không? Con ở dưới là 1 trừ 1 là 0, m khác 0. Tương đương với là m sẽ phải là lớn hơn trừ 1 phần 4. Đúng không? Và m phải khác 0. M phải khác 0. Được chưa? Đó là mở chỉ điều kiện thôi nhá. Xong cái điều kiện rồi. Đây là bước thứ hai này. Điều kiện. Đây mà chỉ điều kiện của mơ thôi. Các bạn đừng quên là chúng ta còn một cái cần phải xử lý nữa, đó là cái điều kiện là x1 bình cộng x2 bình cộng x3 bình bằng bén 4, đúng không? Đấy, cái bước thứ ba nào. Chúng ta đơn giản là chúng ta xử lý từng điều kiện một thôi. Đấy. Cái bước đầu tiên là các bạn xử lý có 3 nghiệm này, đúng không? Bước thứ hai là các bạn xử lý cái chỗ mà x1 bình cộng x2 bình cộng x3 bình nhọn 4, đúng không? Ừ. Bây giờ này, trong 3 nghiệm này, trong 3 nghiệm này có một nghiệm là bằng 1, có một nghiệm là bằng 1. Vậy thì chúng ta sẽ cho một nghiệm bằng 1. Đây sẽ cho x3 là bằng 1. Đó. Đây sẽ cho x3 là bằng 1. Vậy thì x1 và x2 này này, nó là hai nghiệm của phương trình sao? Ừ. Chúng ta sẽ ý tưởng ở đây chúng ta sẽ dùng vẹt tiếp. X1 cộng X2 tất cả bình. 1 này chuyển sang phải là bằng 3 đi. Trừ 2 X1 X2 bền 3. Được chưa? Rồi. Bây giờ thì xử lý vẹt thôi. Đơn giản thôi. Cái phương trình của chúng ta là phương trình này nhá. Các bạn sử dụng vẹt cho phương trình sau này. X1 cộng x2 bình là trừ b chia a, trừ b là trừ trừ 1 là thành 1 bình. Trừ 2 là x1 nhân x2 chỉ là trừ c chia a, trừ c chia a là trừ m nhọn 3. Vậy tương đương với 1 cộng 2m sẽ nhọn 3. Vậy tương đương với 2m sẽ nhọn 2. Tương đương m nhọn 1. Được chưa? Vậy chúng ta sẽ có những cái điều kiện gì nào? Thứ nhất là điều kiện m nhọn bằng 1. M lớn trừ 1 phần 4 này. M khác 0 này. Thấy chưa? Thấy đó. Đúng không? Ừ. Vậy kết hợp 3 điều kiện này lại với nhau. Kết hợp 3 điều kiện này. Thì chúng ta sẽ có thứ nhất là 1 phần 4 sẽ nhọn m và nhọn 1. Đúng không? Ngoài ra thì m còn khác 0 nữa. Thì đây chỉ là đáp án của chúng ta. Đó. Sao? Dài đúng không? Dài đúng không? Đấy, cái mức mà cấu 7 8 điểm đấy. Tức là cấu 4 mấy đó. Thế này học còn 5 cái câu. Nói chung là trong mỗi bài ấy, thì bài nào hầu như bài nào cũng có những cái bài mà chữ mơ cả đúng không? Từ bài 1 đến điều có chữ mơ này. Hầu hết là bài 2 được có chữ mơ này. Cực trì cũng có chữ mơ này. Rồi là bài min max cũng có chữ mơ này. Đấy, rồi để bài hôm nay có tướng giáo cũng có chữ mơ này. Bài nào cũng có chữ mơ cả. Tiềm cần cũng chữ mơ này. Thì thường những cái bài chữ mơ thì
nó khó hơn đúng không? Nó khó hơn, mức độ của nó cao hơn. Cho hỏi các bạn xử lý tốt hơn. Ok, chỗ nào cần hỏi nữa không? Đấy, thầy sẽ ví dụ các bạn thế câu 6 này. Đi xong nha. Cho các bạn thời gian ngẫm nữa. Đó, ngẫm vào đâu nha. Ngẫm vào đâu. Ngẫm xong thì phải áp dụng. Rồi, tập trung nha, tập trung nha. Câu hỏi tiếp theo, câu hỏi số 6. Tính giá thị thực của M để ý bằng trừ mới các đồ thị hàng số này tại 3 điểm phân biệt ABC sao cho AB bằng BC. Cái đề này nó nằm ở câu 47 ấy, tức là câu 9 điểm ấy. Thực ra câu này cũng phải khó. Câu này cũng không khó. Nói dài một tí. Cái phương pháp làm thì vẫn như cũ, vẫn là giống cái bài này. Nào bây giờ chúng ta xử lý nhá. Ok nhá, đọc đề bài này bắt đầu xử lý nào. Tin tất cả giá trị thực của thằng này này đối thằng này này cắt nhau tại 3 điểm phân biệt. Bây giờ là hoành đồ giao điểm. Hoành đồ giao điểm. Là nghiệm phương trình trừ mới bằng là x mũ 3 trừ đi 3 x bình trừ m cộng 2 tương đương x mũ 3 trừ 3 x bình cộng m trừ m cộng 2 bằng 0. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi nhầm nghiệm. Nhầm nghiệm. Thế bạn để ý là nhầm nghiệm hệ số A, B, C, D cộng lại bằng 0 không? 1 trừ 3 là trừ 2. Trừ 2 cộng 2 bằng 0. M trừ M cũng bằng 0. Tất cả hệ số này này. Đúng không? 1 trừ 3 cộng M này. Trừ M này. Cộng 2 đúng bằng 0. Và chắc chắn có một nghiệm bằng 1. Hoặc cách thứ hai, nếu mà cũng phải bằng 1, các bạn có thể lấy máy tính thử là mơ bằng 1.000 giống khi nãy thầy thử ấy, được chưa? Ừ. Thì chắc chắn là mơ bằng x có một nghìn là 1 rồi. Khỏi phải ăn cãi đúng không? Kế tiếp là chúng ta sẽ xử lý cái chỗ này dùng lực đo học né nha. Điên cả hệ số vào này, 1 này, âm 3 này, m này, rồi âm m cộng 2 này. Rồi, số này là 1 này. Nào, quy tắc đầu rơi nhân ngang cộng chéo. Đầu rơi nhân ngang cộng chéo. Số đầu tiên hạ xuống 1. Sau đó chúng ta nhân ngang là 1 x 1 là 1. 1 nhân với âm 3, đúng không? 1 nhân âm 3 là... À, 1 cộng âm 3, chứ là 1 cộng âm 3 là âm 2. 1 nhân âm 2 là âm 2. Thì đây là âm 2 cộng âm 1, đúng không? Đấy. Tiếp tục. 1 nhân âm 2 cộng m là âm 2 cộng m. Nhân cái này chính là bằng 0. Vậy chúng ta có kết quả là x bình trừ 2x cộng m trừ 2 bằng 0. Ok chưa? Vậy tương đương với chúng ta có là x bằng 1 và x bình trừ 2x cộng m trừ 2 thì bằng 0. Đây chính là phương trình sao? Mà chúng ta cần phải biên luận đây các bạn. Vậy ta có là phải dùng cái hai bậc 3 thì kiểu gì chúng phải tách như này.
để cái phương trình sáu này mà có ba nghiệm đúng không? Người ta yêu cầu của bạn nha, yêu cầu này ba nghiệm thấy không? Ba nghiệm, thấy không? Ba nghiệm. Thì cái phương trình này tương tự thôi, sáu nó phải có hai nghiệm khác một, đúng không? Khác một. Vậy delta của chúng ta là delta phẩy, là lực trở lớn không? Cái thứ hai là phải nghiệm khác khác một. Bây giờ chúng ta tính delta phẩy. Delta phẩy là B phẩy bình là 1 trừ AC bằng không? À lớn không? Cái thứ hai thấy 1 vào là 1 trừ 2 nhân 1 cộng M trừ 2 bằng không? Như vậy là 1 trừ M, 1 trừ M cộng 2 lớn không? Giờ này là gì? Trừ 4 trừ 3 M M khác 3 đúng không? M khác 3 nhỉ? Đúng ở đây. Rồi ok, tiếp tục ở đây là chuyển về M sáng là M nhọn 3. M nhọn 3. Đó, M nhọn 3. Và M khác 3. Đúng không? Đấy, ở phía trên là M nhọn 3, ở dưới là M khác 3. Thì thực chất khi mà M nhọn 3 ấy, thì chúng ta không cần thiết M khác 3 nữa. Hiểu không? Xóa M khác 3 đi. Không cần thiết nữa. Rồi, như vậy là bước 2, ok. Cái bước số 3 đó là chúng ta phải xử lý cái dữ kiện là gì? Đúng 3 quy trình nha. AB bằng BC. Nào. Xử lý dữ kiện AB bằng BC. Thì muốn xử lý được AB bằng BC thì chúng ta phải suy nghĩ một tí này. Ở đây có 3 điểm AB, A, B và C. A, B và C. Thì 3 điểm của chúng ta lấy từ đâu? Lấy từ nghiệm phương trình này này. Với lấy từ hai điểm còn lại, lấy từ hai cái phương trình 6 ấy. Ở đây chúng ta thấy cái điểm B này là có sự đối xứng nhau này. AB thì bằng BC. Vậy chúng ta sẽ đoán được điểm B là lấy từ điểm nào? AB bằng BC. Vậy chúng ta thấy có sự đối xứng ở B, có chung con B đây. Thì ta sẽ suy đoán được ấy, đó là B nó lấy từ con 1 này này. Nghiệm của B nó sinh ra từ 1. Con A và C là giao điểm này, hai giao điểm này. Hai điểm giao điểm là A và C. Nó sinh ra từ phương trình sau. Ở đây chúng ta dự đoán như thế bởi vì B là có thể sự đối xứng nhau, chung nhau, đúng không? Thể chung nhau. Thể chung nhau ở con còn có thể con chuột đâu. Đấy, chung nhau ở con B. Và A và C thì có sự là đối xứng nhau đây. Thì mình phỏng đoán được là A và C là nó thuộc cái phương trình sau nhá. Vậy chúng ta sẽ gọi điểm B này. B chắc chắn là có hoành độ là 1. Được chưa? Hoành độ là 1. Thế tung độ của nó là gì? Tung độ của nó là gì? Thì chúng ta sẽ thay vào một trong hai phương trình này nhá. Đây, các bạn thay vào phương trình y bằng trừ mx đi cho. Để cho thấy nhá. Đó, y bằng trừ mx. Trừ mx. Thì gió thấy mx bằng 1 rồi cho nên là chúng ta chỉ còn là trừ m thôi. Có hiểu vấn đề không này? Tiếp theo A với B thì là gì? A về B thì chúng ta sẽ đặt thôi, giống như cái bài khi nãy. Đã đặt A là x1. Và cho A cũng thuộc cái đường thẳng là y bằng trừ mx đúng không? Y bằng trừ mx. Thì chúng ta có A sẽ tọa độ là trừ mx1. Còn C thì có tọa độ là x2. Và tung độ là trừ mx2. Được chưa? Rồi. Do AB lại bằng BC nữa thì chúng ta có là gì? Để mà AB bằng BC thì các bạn phải có viết vector AB ra. Vector AB ra. Nha. Như vậy ta có là 1 trừ x1 này. 1 trừ x1. Rồi là trừ m trừ đi trừ m x1 thì sẽ thành là trừ m cộng m x1. Được chưa? Rồi,
kế tiếp đó là vector AC, ABC đúng không? Vector BC. BC chính là x2 trừ đi 1, đúng chưa? X2 trừ đi 1 và trừ m x2 cộng m. Bài gió hai cái ông này bằng nhau đúng không? Tại ông này bằng nhau. Vậy thì tương đương chúng ta có là đôi trai AB nào? Đôi trai AB chỉ là 1 trừ x1 cộng với trừ m hoành bình cộng trung bình ấy. Đúng không? Nó sẽ bằng là căn của x2 trừ đi 1 cộng với trừ m x2 cộng m. Được chưa? Rồi đến đây thì các bạn bình phương lên nha, bình phương lên này. Bình phương lên. Là 1 trừ x1 cộng với trừ m cộng m x1 bằng x2 trừ 1 cộng với trừ m x2 cộng m tất cả bên. Được chưa? Ý tưởng này đây chúng ta lại giúp việc một lần nữa nha. Được chưa? Ý tưởng là để lại giúp việc một lần nữa. Để đây nhiều bạn có bị giải như thế nào cả. Mà để đây các bạn hiểu được chứ. Nhiều bạn không thể giải như thế nào à? Khi ở đây này, ta để này. Đó là chỗ này này, cái chỗ ông này này. Thì chúng ta có thể lấy mơ ra chúng được. Mơ ra thôi cho chúng. Đây là một trước một binh này. Được chưa? Thì trong ngoài mình có thể lấy là mơ ra thôi cho chúng nó thành mơ binh. Trong ngoặc sẽ là thành 1 trừ đi mơ x1 binh. Còn sẽ thể chúng nhau là 1 trừ x1 binh. Còn lấy 1 trừ x1 binh lăn trụ thôi cho chúng. Thì đấy sẽ ra thành tương đương với là 1 trừ x1 binh nhân với 1 cộng mơ binh. Đấy, tương tự bên này cũng thể không? X2 trừ 1 tất cả binh. Chúng ta đảo lại thành cộng mơ binh nhân 1 trừ x2 tất cả binh. Tương đương với, ta thấy là hai số này giống nhau là 1 trừ x2 tất cả binh nhân 1 cộng mơ binh là thừa cho chúng. Các bạn thấy hai bên giống nhau không? Gạch bỏ đi. Thế còn lại chỉ còn lại là gì? Chỉ còn lại là 1 trừ x1 tất cả binh. Nó sẽ là 1 trừ x2 tất cả binh. Nào, vừa nãy các bạn có hiểu không? Ok không? Hiểu không? Hay là không hiểu? Có hiểu được không? Nào, bây giờ chúng ta sẽ nhân tiếp nha. À, để đây tách ra thôi. Hai trường hợp 1 trừ 1 bằng 1 trừ 2. 1 trừ 1 sẽ bằng trừ của thằng này đúng không? Trừ 1 cộng 2. Tương đương người ta có là 1 với 1 là hết. Như vậy là ta chuyển sang là thành x1 bằng x2. Dưới này là thành x1 cộng x2 bằng 2. Đấy, được chưa? Thì ta sẽ loại trường hợp này này. Loại trường hợp này. Loại trường hợp này là do gì? Do hai nghiệm này phải phân biệt, được chưa? Loại do trường hợp này là hai nghiệm phân biệt. Đấy, loại do hai nghiệm phân biệt. Còn trường hợp này mình dùng VF không? Nào, x1 cộng x2 là gì? Các bạn nhìn vào phương trình sáu mà thầy Tố Vang ở thế này nha. X1 cộng x2 là trừ b chia a đúng không? Trừ b chia a là bằng 2 đấy. Như vậy ta có là x1 cộng x2 thì bằng 2. 2 bằng 2 thì nó luôn đúng. Luôn đúng. Luôn đúng với mọi m luôn. Được chưa? Luôn đúng với mọi m. Vậy chúng ta sẽ lấy kết quả là gì? Kết quả thì chúng ta chỉ cần lấy ở giá trị ở đây thôi. Đấy. M nhóm 3. Vậy ta suy ra. M nhóm 3. Ok, và đây là kết quả cuối cùng của thầy. Được chưa? Nào bạn ơi, bao nhiêu bạn hiểu câu này?
Thôi 1/3 nhé, bạn hiểu câu này nhỉ? Comment ok cho thầy bạn nào. Hiểu nào, hiểu. Như hiểu câu này. Không có bạn nào thắc mắc à? Hiểu cả. Ok, hiểu cả ấy, quá tốt. Có bạn nào đang thắc câu này thì làm tạm điều. Từ ra cái dạng này thì nó cũng ít thi thôi, được chưa? Ít thi thôi. Vì nó dài quá, được chưa? Nó dài quá. Nhưng mà các bạn chỉ cần biết cách làm, hướng làm, được chưa? Là ok. Cũng không khó lắm. Chúng ta chỉ có nó dài như còn nó có form sẵn. Những cái bài nào ấy, được chưa? Mà nó có form sẵn. Thì nghĩa là đó không phải bài khó. Nó có form sẵn, nó có cách làm sẵn. Cái bài này chung quy lại nó cũng chỉ có cách làm là gì? Tìm tương giao này, cho hai hàm số bằng nhau. Sau đó là tìm điều kiện để nó có ba nghiệp. Đúng không? Sau đó là xử lý cái chỗ mà A, B, B, C. ABC thì chúng ta xử lý có cái form sẵn thôi đúng không? Cứ gọi tọa độ ra đúng không? Cái form sẵn thôi. Đấy. Thì bài này được đánh giá là trước phải là bài khó. Mà nó khó với nó dài. Được chưa? Năm đó thì nhiều bạn làm được câu này. Hoặc là bạn nào mà ví dụ như làm dài quá nặng ấy. Được chưa? Ừ. Thì họ sẽ bỏ câu này. Rồi. Các bạn trẻ bao vỡ. Sau đó thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn làm hạng mục 4. Được chưa? Hạng mục 4. Hạng mục 4 thì nhẹ nhàng thôi. Được chưa? Hạng mục 4 thì nhẹ nhàng. Khá là dễ. Có rất nhiều bạn học tang tang mà sao không thể hỏi gì khác. các bạn có thể quan sát cái lộ trình mà chúng ta giải mơ ra luôn. Chúng ta lộ trình của chúng ta đi đến đâu ấy nha. Sau bài này chúng ta sẽ đến bài gì. Đấy, các bạn theo dõi cái lộ trình để biết là mình đang học bài gì nha. Đến group ấy. Còn bài nào mà chưa biết thì vào một công bố, được chưa? Link D thì thay up lên group kể rồi. Rồi, xong. Câu hỏi số 7. Hạng mục 4. Hạng mục 4 ấy, hay còn gọi là hàm trung phương này, chú ý chúng ta chỉ áp dụng hàm trung phương. Tức là hàm có giá trị là x ax mũ 4 cộng với bx bình phương cộng c thôi. Chứ không phải là hàm mục 4 tổng quát. Chúng ta chỉ học hàm trung phương thôi. Thì phương pháp của bài này, để cho phương pháp là chúng ta sẽ đặt x bình bằng t. Thì cái này từ lớp 9 chúng ta đã học rồi. Tất nhiên là đấy t nó phải bắt buộc phải dương nha. Vì x bình là dương mà. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ xử lý nào. Khoanh đồ giao điểm là nghiệm phương trinh nào. Cho hai ông này bằng nhau. Khoanh đồ giao điểm. Đó là x mũ 4 trừ 8x bình phương cộng 3 bằng 2m trừ 3. Và tương đương với x mũ 4 trừ 8 x bình phương 3 cộng 7 là 10. Như ở đây là chỗ này là thành cộng 10 trừ đi 2m bằng 0. Ok, lúc này các bạn đặt cho thầy để cho hàm mục 4 thì các bạn đặt x bình phương bằng t. Với t đó phải dương.
Rồi, để cái phương trình sáu này này, ta gọi là phương trình sáu có bốn nghiệm phân biệt đúng không? Bốn điểm là bốn nghiệm đấy đúng không? Bốn nghiệm phân biệt. Thì phương trình sáu này phải có mấy nghiệm? À xin lỗi, chưa phải phương trình sáu. Mình đặt sáu thì mình phải suy ra t bình trừ 8t cộng 10 trừ 20 chứ. Đấy mới là phương trình sáu các bạn nhé. Để sao? Để sao? Có bốn nghiệm. Để phương trình ban đầu nha, để phương trình ban đầu là phương trình 1, để 1 có 4 nghiệm. Thì phương trình sao phải có mấy nghiệm nào các bạn? Comment xem phương trình 1 có 4 nghiệm. Phương trình sao phải có mấy nghiệm? Hai nghiệm phân biệt. Đủ chưa? Liệu đã đủ chưa? Ví dụ thay tìm được hai nghiệm là t bằng -2 và t bằng 3. Thì phương trình 1 có 2 nghiệm à 4 nghiệm á? 2 nghiệm luôn dương hả thầy? Đúng rồi, phải 2 nghiệm luôn dương. Vì nếu t bằng -2 thì x bình bằng -2 thì nó vô nghiệm đúng không? Vô nghiệm. T bằng 3 thì x bình bằng 3 thì nó có nghiệm là x bằng cộng trừ căn 3. Được chưa? Tức là cứ một nghiệm t dương, cứ một nghiệm t dương nó lại sinh ra 2 nghiệm x. Rồi sinh ra 2 nghiệm x. Cứ một nghiệm t âm thì không sinh ra được nghiệm nào. Được chưa? Nhưng mà để sinh ra 4 nghiệm thì nó phải có 2 nghiệm dương. 2 nghiệm dương. 2 nghiệm dương này là 2 nghiệm dương phân biệt. Đấy. 2 nghiệm dương phân biệt thì lúc này là tính delta cả kiểu con đa điểu. Nào, delta phẩy lớn không? S lớn không? P lớn không? Đấy. Trường hợp này đi thì hay gặp các bạn nha. Hay gặp. Rồi lúc này mình xử lý cái delta. Delta phẩy thì là B phẩy là 4 bình phương 16 trừ AC là trừ 10 trừ đi 2M lớn 0. S S là x1 cộng 2 là trừ B chứ A. Trừ B là trừ 8 trừ 8 là 8 lớn 0. P là C chứ A. C là 10 trừ 2M lớn 0. Vậy đến đây mình suy ra là chỗ này là thành 16 à. 16 trừ 10 được 6 cộng 2m lớn không? Vậy thì 2m sẽ lớn trừ 6, vậy m sẽ lớn hơn trừ 3. Giờ này 8 lớn không thì cái này luôn đúng. Đúng không? Luôn đúng. Còn đây là 2m sẽ nhỏ 10 khi m nhỏ 5. Vậy kết luận lại chúng ta sẽ có trừ 3 nhỏ m nhỏ 5. Đáp án là A. Ok chưa? Ok đúng không? Đấy, 2 bậc 4 nó dễ hơn xíu. Chỉ cần xử lý cái phương trình 6 là được. Cái phương trình này là phương trình chủ đạo. Cái chi tiết mà có 4 điểm phân biệt rất hay gặp trong đề thi. Để học. Rồi, câu hỏi số 8 nha. Chắc là các bạn ghi xong đúng không? Ngẩm vào đâu nha. Câu hỏi 8. Khối D nào hay có 109? Đây, D khối D các bạn nè. Bạn nào khối D thì làm câu này xem nào. Bạn nào khối D thì làm câu này xem nào. Còn khối A hiển nhiên nó phải làm được D khối D rồi. Vì những năm trước thì D khối D khá là dễ. Tất nhiên câu này cũng phải không phải là dễ cho lắm. Các bạn cứ làm ý. Sẽ biết. Được chưa? Nào. Khoanh đồ giao điểm là nghiệm phương trình.
quanh phương trình hoành độ giao điểm. X mũ 4 trừ đi 3 m cộng 2 x bình phương cộng 3m bằng, các bạn cho bằng trừ 1. Việc làm một lần nữa thì x mũ 4 trừ 3m cộng 2 nhân x bình phương cộng 3m cộng 1 bằng 0. Các bạn đặt cho thầy x bình phương là bằng t, được chưa? Lúc này phương trình trở thành là t bình phương trừ đi 3m cộng 2 t cộng 3m cộng 1 bằng 0, được chưa? Bây giờ chúng ta gọi phương trình này là phương trình 1, còn đây gọi là phương trình sao? Thì để mà nó có 4 điểm phân biệt thì nó giống bài trước, đúng không? 4 điểm phân biệt. Tuy nhiên là 4 điểm này có hoành độ nhọn 2, đúng không? Có hoành độ là phải nhọn 2. Bây giờ chúng ta sẽ xử lý dự kiện đầu tiên là có 4 điểm phân biệt cái đã, đúng không? Xử lý cho thầy cái dự kiện đầu tiên là phải có 4 điểm phân biệt. Ngoài làm rồi hả? Ok. Ok, được. Đầu tiên là phải bốn điểm phân biệt. Để một. Để một. Có 4 điểm. 4 điểm. Thì sao của chúng ta ấy, đúng không? Nó phải có 2 nghìn dương. 2 nghìn dương. Phân biệt giống mấy tên. Tức là delta của chúng ta phải dương. N dương. P dương. Giải từng cái thì chúng ta có là delta ấy, thì bằng bế bình. Bế bình là cái ống này bình trừ 4AC. Trừ 4AC là trừ 4 nhân 3M cộng 1 dương. S thì là trừ B đến A thì là 3M cộng 2 dương. Còn P dương thì nghĩa là 3M cộng 1 là dương. Vậy chúng ta giải từng hạng. Hạng đầu tiên. Hạng đầu tiên. Thì được là gì? Thầy lời giải cái này quá. Đây. 9 mơ binh. Cộng với 3 nhân 2 là 6. Cộng 12 mơ. 9 mơ binh. À. Cộng với 9 mơ binh lớn không? À, rồi rồi rồi. 9 mơ binh lớn không? Ok. Dưới là m lớn trừ 2 phần 3. Dưới này là m lớn trừ 1 phần 3. Vậy, điều kiện của ta là gì? Điều kiện của ta là gì? 9 m binh mà lớn không thì m như thế nào? Nhiều bạn đi sai này. Để hỏi xem nào. Thúy? Sắc không. À, thứ tư thay đang định hỏi một bạn xem thì có sai không? Đúng rồi, 9 m binh lớn không? Đúng chưa? 9 mơ binh lớn không thì mơ phải khác không? Nó luôn đúng nhưng trừ một giá trị là không là sai. Đúng chưa? Cái này nhiều bài thì dính cái này. Tiếp theo là mơ lớn trừ 2 phần 3 và mơ lớn trừ 1 phần 3. Thì chúng ta sẽ lấy như thế nào nhỉ? Mơ lớn trừ 2 phần 3 và mơ lớn trừ 1 phần 3 thì lớn hơn cái lớn hơn, đúng không? Thay dần là các bạn là nếu có hai dấu lớn ấy, mình kết hợp với nhau là lớn hơn cái lớn hơn. Thì ấy trừ 1 phần 3 là cái lớn hơn. Cho nên ở đây ta sẽ có là mơ khác không và mơ lớn hơn trừ 1 phần 3. Được chưa? Đấy. Mơ khác không, mơ lớn trừ 1 phần 3. Đó, đây chính là cái điều kiện để xử lý. Điều kiện để xử lý cái phương trình. Điều kiện của mơ. Tiếp theo ta sẽ xử lý gì? Xử lý này. Đề bài yêu cầu là khoanh đồ phải nhón 2 đúng không? Khoanh đồ chúng ta phải nhón 2. Các bạn sẽ đi tìm khoanh đồ, đúng không? Nói chung để này có nhiều cách. Để này có nhiều cách. Nhưng mà thầy sẽ bày cho các bạn cách đó là gì? Nhầm nghiệm này. Các bạn có nhớ là hồi xưa chúng ta học là A x bình phương cộng B cộng C bằng 0
Nếu hệ số A cộng B cộng C bằng 0 thì chúng ta có một nghiệm là gì? X bằng 1 và bằng 1 C chữ A. Đúng không? C chữ A. Các bạn có để ý ở đấy là cái phương trình sao của chúng ta ấy, là tổng tất cả hệ số bằng 0 không? 1 trừ 3M cộng 2 cộng 3M cộng 1 hệ số bằng 0. Thì cái phương trình sao này ấy, nó có hai nghiệm. Đó là x1 là t1 là bằng 1. Một nghiệm nữa là t2 bằng c chữ a. C là 30 cộng 1 nha. Đúng nha. Ok. Như vậy chúng ta có là gì? T thì chỉ bằng x bình phương. Đấy, x bình phương. Vậy tương đương với x bằng cộng trừ 1. Như vậy là ta có hai nghiệm đây này. Đúng không? X bằng căn của 3m cộng 1 và x bằng trừ căn của 3m cộng 1. Có bốn nghiệm rồi, đúng không? Có bốn nghiệm rồi. Và bốn nghiệm này đều phải nhọn 2, đúng không? Đều phải nhọn 2. Thì các bạn quan sát này. Số 1 x bằng 1, x bằng cộng trừ 1 đấy thì nó luôn nhọn 2. Đúng không? Ok đây này. Tiếp theo là trừ căn 3m cộng 1 này cũng nhọn 2. Đúng không? Số âm mà, đúng không? Số âm. Vậy chỉ cần một cái điều kiện duy nhất, đó là căn 3m cộng 1 nhọn 2 thôi. Suy ra căn 3m cộng 1 nhọn 2. Các bạn giải bất phương trình này thì quá đơn giản. Quy phương nhọn 1. Vậy tương đương 3m sẽ nhọn 3. Đúng không? Vậy m sẽ nhọn 1. Đấy, m sẽ nhọn 1. Đúng chưa? Nhưng các bạn đừng quên rằng chúng ta còn có điều kiện nữa. Đúng chưa? Điều kiện nữa. Thì chúng ta kết hợp điều kiện này thì chúng ta có. Để đại học khi nào cũng phải kết hợp các bạn ạ. À, trừ 1 phần 3 sẽ nhọn m, nhọn 1. Và đồng thời m phải khác 0. Đấy chính là bạn. Đấy. Ok chưa? Đáp án B đấy. Thì sao đây? Có bạn nào làm xong bài 9 nhá? Bài cuối cùng bài 9 đấy. Có bài 9 nữa mà. Bài xong bài 9 là chúng ta xong. À, có bạn nào thắc mắc chưa? Thắc mắc thì thầy sẽ giải đáp cho. Đừng ngại ngùng. Đừng ngại ngùng. Dạ. Ngại ngùng là các bạn thiệt. Nhi có hiểu không em? Nhi có hiểu không? Có thầy. À có. Ok. Rồi. Thủy hiểu ba em thì Thủy có hiểu không? Thôi. Ừ. Con ấy giỏi thế. Giỏi chứ được mẹ khen đúng không? Rồi. Nào chúng ta sang câu 9, câu cuối cùng. Câu hỏi số 9, câu cuối cùng. Cho số này CM, CM cắt trục OX tại 4 điểm phân biệt có hoành độ lập thành một cặp số cộng. Thì khi giữ kiện đầu tiên là ta phải xử lý 4 điểm phân biệt cái đã đúng không? Đấy, cắt trục hoành ấy, cắt trục hoành là y bằng 0. Thầy nói rồi. Hoành độ giao điểm. Các bạn cứ làm trong nhóm trước xem các bạn có làm nhanh hơn thầy không nào. Thầy chữa thì thầy chữa rất chậm. Vì thầy chữa vừa chữa vừa giảng. Đấy, còn cả bạn thì cứ làm đi. Cứ làm đi. Còn thầy chữa rất chậm. Bạn nào thì không làm được, nhìn thầy chữa. Được chưa? Còn bạn nào làm được thì cứ làm. Nha. Nào. Quanh đôi giao điểm này là cho nó bằng 0.
Ok, thì đây chính là phương trình số 1. Chúng ta đặt x mũ 4 là bằng t. X mũ 4 là bằng t. Cho ngon đầm đầm tiên tỷ. X mũ 4 bằng t. Lúc này cái phương trình của chúng ta là trừ t bình phương cộng 2 nhân m cộng 1 nhân t trừ 2m trừ 3 bằng 0. Ok, đây là phương trình sao? Để một mà có 4 điểm, 4 nghiệm phân biệt thì sao nó phải có 2 nghiệm dương. Đúng chưa? Dương phân biệt. Vậy ta có là delta phẩy dương, S dương, P dương. Ok. Chúng ta giải cái này thôi. Delta phẩy nào, giải nhanh cái này nhá. Mấy cái này phải giải thân tốc tí nào. B phẩy bình là m cộng 1 tất cả bình trừ đi AC. A là âm 1 các bạn nhá, âm 1. Âm này thành cộng đó. Trừ đi 2m trừ 3 lần 0. S. S đi trước. 2m cộng 2. Hả? M cộng 2 hay ạ? M cộng 2. Sao m cộng 2? Đây nè. Ừ. Nhầm. Đấy m cộng 2. Rồi. S thì là trừ B thế nè. Ở đây là trừ với trừ thành cộng. Như vậy kết quả là 2M cộng 2 dương. P thì là C chứ hả? Lấy cái ông này mà chỉ ông này thì là 2M cộng 3 dương. Vậy tương đương với là M bình phương cộng 4M. 4M mà trừ 2M thì được 2M cộng 4 trừ 3 là cộng 1 lớn không. Dưới này là M sẽ lớn 2 âm 2 này. Dưới này là M lớn hơn âm 3 phần 2. Ok. Bây giờ giải cái này. Giải cái này như bạn giải lại bị sai. Đây. M bình cộng 2M cộng 1 chỉ nó M cộng 1 tất cả bình. Tiếp theo là M lớn trừ 2. M lớn trừ 3 phần 2. Giải nào. M cộng 1 tất cả bình ấy, nhiều bạn sẽ ghi là phải mọi M. Sai lầm. Ta phải ghi là M cộng 1 khác không. Yeah. Tiếp theo là M lớn trừ 2 với M lớn trừ 3 phần 2 thì các bạn sẽ chọn cái lớn hơn. Lớn hơn cả lớn hơn tức là M lớn trừ 3 phần 2. Như vậy ta có kết quả là M khác 1 âm 1 và M sẽ lớn trừ 3 phần 2. Đây chính là kết quả điều kiện. Ngoài A. Chính phết nhỉ. Sẽ đúng nha. Kế tiếp là gì? Chúng ta xử lý cái dữ kiện người ta cho là dữ kiện gì? Quanh đồ của các điểm lập thành một cấp số cộng. Đấy chưa? Lập thành một cấp số cộng. Lập thành một cấp số cộng. Ở đây trước hết là các bạn tìm ra cho thầy các cái điểm này đã. Các bạn có để ý này. Các bạn có để ý cho thầy là các hệ số này này. Cộng lại bằng không không? Trừ 1 nha. Trừ 1 này. Cộng với 2M này. Cộng 4 này, trừ đi 2M trừ 3 này. Nó đúng bằng 0 không? Đúng bằng 0 luôn. Cả hệ số này đúng bằng 0 luôn. A cộng B cộng C bằng 0 đó. Tức là ta sẽ được nghiệm là T1 là bằng 1. Và T2 nó bằng C với A đúng không? C với A là bằng 2M cộng 3. Đúng chưa? 2M cộng 3. Vậy tức là gì? Tức là ta có X1, X bình bằng 1. Và X bình sẽ bằng 2M cộng 3. Vậy ta có hai nghiệm là x bằng 1 này, x bằng âm 1 này, x bằng căn của 2M cộng 3 này và x bằng trừ căn của 2M cộng 3 này. Ok. Có 4 nghiệm. Và 4 điểm này chúng ta sẽ phải lập thành một cấp số cộng đúng không? Cấp số cộng. Các bạn có nhiều cấp số cộng chứ? Cấp số cộng là gì? Là một dãy số ấy đúng không? Số 6 hơn số trước là một đơn vị, ví dụ 2 đúng không? 5 là hơn nhau 3.
đây con bán là 8 đúng không? Đây 8 cộng 3 là 11 đúng không? Còn nhau là người ta gọi đây là con sái đúng không? Giả sử như 4 điểm này nó lập thành một cấp số cộng ấy, thì trường hợp 1 là lập thành cấp số cộng như thế nào? Có số 1 âm 1 thì giả sử như nó bé nhất chẳng hạn. Đi kế tiếp sau đó sẽ là âm căn của 2m cộng 3. Kế tiếp sau đó có thể là căn của 2m cộng 3. Kế tiếp sau đó có thể là 1. Đúng không? Có phải là nó lập như này không? Đây là trường hợp này ấy, là trường hợp âm 1 là số nhỏ nhất. Tí nữa ta sẽ có trường hợp là âm căn 2m cộng 3 là số nhỏ nhất. Vậy thì để lập thành cấp số cộng ấy, thì số sau trừ số trước. Nó phải bằng số sau trừ số trước này. Đúng không? Đấy. Nó phải hơn nhau là cộng sai. Tức là gì? Ta lại cắn 20 cộng 3 này này. Các bạn trừ đi trừ 1. Nó thành cộng 1 nha. Nó sẽ bằng cắn 20 cộng 3 này này. Các bạn trừ đi cái số trừ cắn 20 cộng 3. Nó thành 2 lần của cắn 20 cộng 3. Có hiểu không? Có hiểu chỗ này không? Đây nó là nha. Các bạn lấy cái số. Lấy cái số gì? Số này này. Ở trừ đi số trước, được chưa? Sẽ bằng số này này, trừ đi số số trước. Vì nó là cấp số cộng mà. Có hiểu ý không? Vậy thì chúng ta sẽ có là gì? 3 lần của căn của 2m cộng 3 nó bằng 1. Vậy tương đương với căn của 2m cộng 3 nó bằng 1/3. Vậy tương đương bình phương lên là 2m cộng 3 bằng 1/9. Vậy các bạn sẽ giải ra m cho thầy. 1/9 mà trừ 3 2 à. Trừ 13/9. Như vậy đây là một nghiệm đúng không? Một nghiệm này. Một nghiệm này có thỏa mãn điều kiện không? Đây điều kiện chúng ta đây. Thì có vẻ như nó thỏa mãn đúng không? Trừ 13/9 nó vẫn thỏa mãn. Được chưa? Trường hợp số 2. Trường hợp số 2. Trường hợp số 2. Trường hợp số 2 có thể là gì nào? Con số bé nhất ở đây là trừ căn 2m cộng 3. Sau mới đến trừ 1. Sau mới đến 1. Sau đến căn 2m cộng 3. Thì tương tự như vậy thì ta có là để lập thành cấp số cộng đúng không? Cấp số cộng. Thì con trừ 1 này trừ đi con trước. Con đường trước nào? Nó phải bằng 1. Trừ đi trừ 1 là bằng 2. Đúng không? Đấy. Được chưa? Thì như vậy là căn của 2m cộng 3 nó sẽ bằng 2 cộng với 1 là 3. Còn giải cái này thì dễ quá. 2m cộng 3 nó phải bằng 9. Vậy tương đương là 2m sẽ bằng 6. Vậy m sẽ bằng 3. Không, 3 thì thỏa mãn không? Điều kiện là lớn hơn trừ 3/2. Lớn trừ 3/2 thì cái này thỏa mãn. Ok. Như kết luận lại là chúng ta có hai giá trị của m. Là m bằng trừ 13/9. 3/3 nha. Chuẩn sẽ đoán á. Đây, đúng, chính xác. Đấy. Chính xác có 3 nghiệm. Ừ, tốt đấy, hoài làm được. Khá đấy. Em giải có một trường hợp thôi. Giải có một trường hợp á. Ừ. Mơ ăn trưa 13/9 được một đáp án đi, chọn A cho nhanh. Giải có một trường hợp nhưng mà chọn A. Rồi. Thế mà nếu ví dụ như đáp án nó khẩm hơn nhà đúng không? Anh cho đáp án C là trừ 13/9. Nhưng khi mình lại không nghĩ ra hai trường hợp là chọn C đúng không? Ừ. Có một chút may mắn đáp án ấy lòng. Các bạn hiểu không ạ? Thế đó. Đây điểm danh một tí nha. Cho anh chém vào vờ hay điểm danh tí. Đây nốt lại con ao này.
Ngoài mà đi buổi thứ 10 này. Thủy buổi thứ 7. Bà Thủy hôm nay mà đi đúng không? Thấy sao không? Vinh này. Nam nghỉ luôn rồi thầy. Nam chưa nghỉ, Nam đang có vấn đề về bố, được chưa?